đầu nhỏ, con đầu to, tập 254. Con muốn giành hạng nhất. Bố đầu nhỏ, mẹ tập về. Con về rồi ạ. Con đầu to, cuộc thi vẽ thế nào rồi? Giải nhì, giỏi quá, con đầu to. Giải nhì có gì tốt đâu. Giải nhất là Tiểu Minh kìa. Bạn ấy vẽ không đẹp bằng con, mà lại giành giải nhất, thật quá bất công. Con đầu to, có câu tình bạn thứ nhất, thi thố thứ hai. Bạn thân của con giành giải nhất, con nên vui mừng mới phải. Con không vui nổi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, con nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy. Ở phương diện vẽ tranh, con mới là giỏi nhất. Tiểu Minh, bây giờ chúng ta hãy thi xem ai vẽ giỏi nhất. Hiệp đầu tiên, vẽ quả táo. Trong cùng thời gian như nhau, ai vẽ được nhiều hơn người ấy thắng. Đầu to, cậu vẽ xong chưa? Chờ một chút. Đầu to, tớ chỉ vẽ được một quả thôi. Tớ chịu thua, mau kết thúc cuộc thi đi. Tớ sắp chết đói rồi. Biết chịu thua thì tốt. Hiệp đầu tiên kết thúc, tiếp theo là hiệp thứ hai. Hiệp thứ hai, vẽ chân dung chú Mao. Chú Mao thích tranh của ai thì người đã thắng. Chú Mao ơi, tụi cháu bắt đầu vẽ đây. Chú Mao, cháu vẽ xong chân dung cho chú rồi. Wow, con đồ to, cháu vẽ chú đẹp trai quá, chú thích lắm. Tiểu Minh, cháu vẽ xong chưa? Chú không xấu như thế này đâu nhé. Tiểu Minh, chú không thích bức vẽ của cháu. Yeah, chú Mao thích tranh của tớ. Tiểu Minh, hiệp thứ hai vẫn là tớ thắng. Ừ, cậu thắng rồi. Đồ to, tớ phải về nhà ăn cơm đây. Không được, vẫn cần hiệp thứ ba. Bố đồ nhỏ ơi, con với Tiểu Minh đang thi xem ai vẽ giỏi hơn. Bố có thể ra đề cho tụi con không? Hay là các con hãy vẽ bản thân mình của 10 năm sau đi. Tiểu Minh, hiệp thứ ba là vẽ bản thân mình của 10 năm sau. Câu chuyện của ai hấp dẫn hơn thì người đó thắng. Mười năm sau, mình nhất định sẽ trở thành họa sĩ. Con đồ to vẽ rất hay. Còn về Tiểu Minh thì tớ lại thắng rồi. Cho nên tớ mới xứng đáng giành giải nhất. Tớ mới là người vẽ giỏi nhất. Ơn trời, cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc rồi. Con đồ to, con ăn từ từ thôi. Con với Tiểu Minh thi xem ai vẽ đẹp hơn. Quên cả ăn cơm. Tỷ số 3-0, con thắng đậm. Quả nhiên vẫn là con vẽ giỏi nhất. Con đồ to, con hiếu thắng quá. Hôm nay Tiểu Minh bị cảm nặng, mà con lại ép bạn ấy thi với con. Như thế có công bằng không? Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Con hiểu rồi. Bây giờ con sẽ đi xin lỗi Tiểu Minh.
Để ngày mai đi. Thằng bé này xem ra vẫn còn tật hấp tấp cần sửa nữa. Hoa nở trên cửa sổ. Hoa, cửa sổ nở hoa kìa. Bố đồ nhỏ ơi, cửa sổ phòng con nở ra hoa. Lẹ lên, con dẫn bố đi xem. Con đồ to, phòng con cũng có hoa băng à? Cái đấy gọi là hoa băng à? Ngoài phòng con ra, còn chỗ nào có loại hoa này nữa? À, bỏng quá, bỏng quá. Bố đồ nhỏ, bố không sao chứ? Không sao. Thế bố mau trả lời câu hỏi của con đi. Hơi nước nóng trong phòng trên cửa sổ gặp lạnh sẽ kết thành hoa băng. Tối qua thời tiết rất lạnh, trên cửa sổ kết ra đầy hoa băng. Cửa sổ nào cũng có ạ. Hay quá. Hoa đẹp nhường này, con phải vẽ lại mới được. Chuyện gì thế? Bố đồ nhỏ, bố mau ra cứu hoa băng đi. Bố đồ nhỏ, hoa băng rốt cuộc làm sao thế? Con đồ to, nhiệt độ tăng cao nên hoa băng cũng tan dần. Hả? Không phải chứ. Vậy thì làm thế nào? Con muốn giữ lại những bông hoa băng xinh đẹp ấy cơ. Thôi được, vậy chúng ta tự tạo ra hoa băng. Thật ạ? Hay quá. Không tháo cửa sổ xuống được thì chúng ta dùng tủ kính làm hoa băng đi. Bố đồ nhỏ ơi, kính bay ra mất rồi. Đỡ được rồi, bố đồ nhỏ, chú ý an toàn. Bố đồ nhỏ ơi, như vậy có thể tạo ra hoa băng thật sao? Đương nhiên. Không khí nóng gặp nhiệt độ thấp dưới 0 độ sẽ kết thành băng, tạo thành hoa băng trên kính. Bố đồ nhỏ ơi, sao hoa băng vẫn chưa xuất hiện? Bố nghĩ chắc là do không khí trong bếp khô quá. Con đồ to, mang súng nước của con ra đây. Wow, hoa băng màu đỏ, đẹp quá. Con đồ to, nước trong súng sao lại màu đỏ? Không chỉ mỗi màu đỏ đâu, mà còn nhiều màu khác nữa. Đây là cách chơi mới của con đấy, ngầu không? Bông này màu vàng. Bố đồ nhỏ, chúng ta dỡ một tấm kính nữa xuống làm hoa đi. Con đồ to, thực ra hoa băng không nhất thiết phải nở trên kính. Thật lợi hại. Bố đồ nhỏ ơi, có phải trên dĩa cũng có thể nở hoa được không? Được. Không ngờ súng nước nhanh hỏng thế. Thế mà tự làm hoa băng đúng là vui thật. Đúng vậy, vẫn là ý tưởng của bố hay. Sửa xong chúng ta chơi tiếp. Vâng ạ. Con đồ to, bố đồ nhỏ, mẹ về rồi đây. Đẹp thế. Con đồ to, bố đồ nhỏ, đây là hai người làm đấy à?
được ta. Bố đồ nhỏ, ai cho hai người động vào nồi niêu bát đĩa của mẹ? Gây rồi, bố đồ nhỏ, chúng ta quên khôi phục nhà bếp về nguyên trạng. Con được to, chuồn mau. Con được to, bố đồ nhỏ, hai người đứng lại cho mẹ.